Ngày 17 tháng 12, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Vạn Nhật, 27 tuổi, thường trú thôn Thuận Trì, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Người lái xe bán tải gây tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ. Trước đó, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 16 tháng 12, tại ngã tư đường Quảng Nam giao với đoạn đường không tên, đoạn đường chưa đưa vào khai thác sử dụng thuộc địa phận phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Trương Vạn Nhật điều khiển xe bán tải 43C-25630 va chạm vào hai xe máy đi cùng chiều phía trước khiến một người phụ nữ 25 tuổi, ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam và hai vợ chồng ngụ quận Hải Châu tử vong. Theo lời khai của các nhân chứng, thời điểm trên họ nhìn thấy xe ô tô 43C-25630 chạy hướng từ Bắc vào Nam với tốc độ rất nhanh và tông thẳng vào đuôi hai xe máy chạy cùng chiều. Quá trình làm việc, Trương Vạn Nhật có thái độ ngoan cố, không thành khẩn khai báo. Kiểm tra nồng độ cồn thì cho kết quả 1.288mg một lít, vượt quá mức cho phép khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Căn cứ chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Trương Vạn Nhật để tiếp tục điều tra làm rõ.